bằng thịt máu ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ác thì nằng ná cá rằng cá tằng rà chá mắt chú chá mà mắt khổ hồ cha hồ hí tồn. Ác thì nằng nã ga rằng ca tằng mằng xa lồ hí ta lệ pa nằng giá ta cha nô tha đi ngoài sân giả cũng xa luôn hi già ra chà mắt chú cha má nô mắt khô chà ô hí tô ạt ti năng na gà răng ca tăng mắng xa lô hi tà lê phá đi mạng lừa đảo chất chứa. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À thi năng na già răng ca tăng mang sa lô hi tà lê ban và tha cha ra cha mắt chú cha ma nô mắt khô cha ô hi tô thành trì ngoài đường tịch sương đắp thêm máu thịt tô hương quét son mang thêm tật bệnh tử vong chứa đầy ngã mạn lại gom dối lừa. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức và con đã kể xong, xin gửi mic lại chị Lạc đây ạ. Dạ cảm ơn chị Trần Đạo. Dạ Nam Mô Bất Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Ha Giá. Con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng. Con với cô tu nữ miến chào tất cả Phật tử. Con xin đọc và kệ Cao Pháp Cú số 150. Át thi năng na ga rằng ca tăng măng sa lô hít ta lệ ba năng giác thà cha ra cha ma chú cha mà nô mắt khô cha hồ tí tô. Cái chữ nhỏ quá trời luôn. À thi năng năng gà răng ca tăng ma sa lô hi ta lê năng và tha cha 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 ma chu cha ma nô mắt khô cha ô hi tô. A thi năng na na ram ca tăng ma na sa lô hi ta lê pa năng ya tha ya ta ca ma chu cha ma nô man khô cha hô hi tô. Thành này làm bằng xương quát tô bằng thịt máu ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Và đó bằng bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thành trì ngồi đựng thịt xương đắp thêm máu thịt tô hường quát xô mang thêm tật bệnh tử vong chứa đầy ngã mạn lại gom dối lừa. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Như Đức. Và con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ.
Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính hạnh lễ Đức, con kính hạnh lễ Giáo Pháp, con kính hạnh lễ Đức Tăng, con kính hạnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Đại Nhẫn cùng Chư Tôn Đức. Kính chào Sít Cô Bé, Sít Rạng Đông, Thi An Lạc, Ai Kêu Em Đó, Sít Ái Minh, Châu Phan, Chị Lạc Lê, Sít Trần Đạo. Dạ, kính chào tất cả quý Phật tử. Một chút mà học, một chút Phật tử mà ôn bài xong là kính mời chị Lạc Lê thỉnh Pháp Sư luôn nha. Bây giờ nghe Pháp đọc bài. Dạ, con xin đọc bài, ôn bài số 150. Át thi năng ná gá răng cá tăng, măng xá lô hí tá lê bá mạt năng, giá tha chá ra chá mắt chù chá ma nô mắt khô chá ô hí tô. Áp thi năng ná gá răng cá tăng, măng xá lô hí tá lê bá năng, giá tha chá ra chá mắt chù chá ma nô mắt khô chá ô hí tô. Át thi năng ná gá răng cá tăng, măng xá lô hí tá đề bá năng, giá thà chá ra chá mát chù chá ma nô mắc khô chá ô hí tô. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già già chết, mạng lừa đảo chất chứa. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thành trì ngoài đựng thịt xương, đắp thêm máu thịt tô hường, quét son mang thêm tật bệnh tử vong, chứa đầy ngã mạn lại gom dối lừa. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và nghe Pháp đã ôn bài xong, kính mời còn ai chưa ôn bài đưa bàn tay lên. Và nghe Pháp xin xuống mic nha, kính mời. Nãy giờ nghe Pháp không có trước máy, không biết còn ai ôn bài nữa hay không. Nếu còn ai ôn bài thì chờ, còn không thì kính mời chị Lạc Lê. Và nghe Pháp xin. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn, kính chào quý anh chị. Con xin phép trả bài câu Pháp cú số 150. Át thi năng na ga rằng ca tầng, Măng xa lô hi ta lê ba nằng, giá tha cha ra cha mái chủ cha ma nô mắc khô cha ô hi tô. Thi năng na gà răng ca tăng, Măng xa lô hi ta lê ba nằng, giá tha cha ra cha mái chủ cha ma nô măng khô cha ô hi tô. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Thi năng na ga răng ca tăng, mang xa lô hi tạ lê ba nằng, gia tha cha ra cha ma chư cha ma nô mang khô cha ô hi tô. Át thi năng na ga răng ca tăng, mang xa lô hi tạ lê ba nằng, giá tha cha ra cha ma chữ cha ma nô mắc khô cha ô hi tô. Thành này ngoài đựng thịt xương, đắp thêm máu thịt tô hường, quét son mang thêm tật bệnh tử vong, chứa đầy ngã mạn lại gom dối lừa. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, mình đã trả bài xong mà kính dâng đức lễ đạo tràng ạ.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ con Tâm Vương kính mời tất cả Phật tử cùng Tâm Vương chúng ta hướng về ba ngôi Tam Bảo để thỉnh Pháp Sư. Nam Mô Tát Sư Phật Ca Tô Arahato Sammasam Buddhasa. Nam Mô Tát Sư Phật Ca Tô Arahato Sammasam. Nam Mô Tát Sư Phật Ca Tô Arahato Sammasambuddhassa. Rammaraloka thi ba ti saham ba ti ca tăng cha li ân thi hóa răng a gia cha tha sang tỳ tha sát ta ba đi cha ca già thi ca đề xế tu tham ăn a nu cam vi mừng ba trăm tha thầm ba mê rim vi na văn cha ca văn su tấn cha băng đăng a bi mâm ma cha măng a cô ta văn tô ta gia chán cha đăng đăng ba bố tha ni về ba đi xa gia ma chê evam sa ham ba ti brahma ga wa lan tấn a gia cha tha tùng huy phá quê na tăng vô thô ca đô nê na thi hóa sa gia tăng hà vô tha gia ba đê na mi ga la dân ta tô ga tô bành cha quan ga đa dô nay dê a mang ba dê si tham ma tô ta tô ma phu ti tham vô thô Anuna tham ma đề sa năng ma ga wa sa ni đề se si sa ta năng a tha thi tha kham te na sa thu pa ayo ban te đề se tu tham ma đề sa năng sa pa thi ya ba đề sa yang anukham ma bi wa ca quen thở Phật mới đạt thành quả vị có sa hàm ba thi phạm thiên cả trong thế giới các miền thanh cao tối thượng cần chuyên đạo màu hiện trước Phật đế đầu đảnh lễ bạch xin ngài tế độ nhân chúng sanh trong khắp cõi trần tối mê điên đảo không phân tội tình cầu Phật tổ ao minh tây uất huyện ao linh tịnh giấc giấc diệu hằng khai đạo pháp cao siêu tu hành theo đẳng kế chuyên thiện thiện duyên thế toàn được mạng viên đạo quý con hết lòng hoan hỷ tán dương nhưng vì hoàn cảnh đáng thương không đành bỏ mất lát đường làm thinh chúng sanh vốn đa tình đắng bậc không thông đau chân thật giả từ vô thường khổ não chấp ta ngày nay sơ độ thiết tha nhờ ngài xin mở lượng cao dài rộng dài chuyện pháp luân diễn giải diễn ngôn chúng sanh nghe đàn pháp môn thoát vòng khổ não dập dồn bảy lâu giải thoát những nguồn sầu cấu thúc diệt tham lam mê dục bao vòng tối tâm sẽ được sáng trong phát sanh tuy thể hiểu thông tin tường thông thấu lẽ vô thường vẫn dối ba thiên trong ba cõi mong manh vô minh duyên của các hành cõi căn nhất dắt dẫn chúng sanh luân hồi biển trần khổ nổi trôi chìm đắng bị ngũ ma vài đắm chuyến đi vậy nên cầu đắng từ bi tao thuyền ba trái đi biết người vớt người đưa qua chốn tốt tươi yên tình bờ niết bàn chẳng dính trần ai
như đang rối suốt trong ngòi chiếu tia tháng cấp các loài hẳn hang pháp vi trong khai hoàng rầm rộ luật vi như nai cổ hoàng dương kinh như dài buộc trên đường luận như mặt trong vạt đường vỗ minh tự diệu đế đạo hình dùi trong giống của tan giấc mộng trần gian chúng sanh tất cả bốn hàng như sáng trong nước linh quang chờ trời lỡ mọc đang nhờ ánh sáng tổ hoa lòng đại tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường án vui phạm thiên lòng kính thành cũng thinh Phật lặng thinh tỏ ý nhân lời từ bi thay đổi đời nhắm vùng lấn giả ngày giờ chẳng sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nhem hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mắt giáo pháp 45 mươi gia và toàn một lòng chẳng tối không một những điều lợi ích thần còn lão năm cả tam giới thừa ẩn phổ cập năm mưa lành trữ khắp thế gian bởi nhân cơ trinh rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tôi mê cầu được tí tí vẹn toàn và nam mô bút tha giá con tâm phương con thay mặt tất cả Phật tử con kính dâng mít lại cho đại đức Từ Mẫn. Dạ, ủa tề nhắn à? Hay là Từ Mẫn hay là tề nhắn làng Đông. Dạ alo. Dạ alo, dạ con xin dâng mít lại cho sư tề nhắn. Bà sư hoan hỷ nhận mic để thuyết giảng bài pháp cú 150 100 và dạ, 151 nhà con xin kính thì không biết là cho sư ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Trước khi vào bài học, con xin đảnh lễ ân đức Tam Bảo ạ. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawan tanga phiwa demi swakato phagawata thammo thammang namasami supati pano phagawato sawaka sangho sanghang namasami con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo đức thế tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo mà Đức Thế Tôn đã khéo dạy là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có duyên lành thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ liễu ngộ niết bàn, chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài đã tròn đủ các phạm hạnh. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và thành tựu ba la mật để niệm ngộ niết bàn. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càn thác bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, atula, diêm chúa và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa cùng thân bằng quyến thuộc của quý vị, mong cho được sự an lạc tấn hóa trong chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, hôm nay lại một tuần nữa trôi qua. Hôm nay chúng ta đã đến phẩm già. Không biết quý vị già chưa? Chúng ta luôn luôn bị già. Và hôm nay chúng ta học câu kệ số 151. Trước khi vào chích nghĩa từ vựng, con xin đọc câu kệ này gồm có 4 đoạn. Như sau. Cha yanh tí, quê ra, cha rát thà, su chít tà. Atho sari yampi chát răng upeti sát tăng chát tham mô
nát chạ rằng u về tí san tô ha về sắp phí ba về đã dành tí. Ở đây thì ngài dịch văn xuôi là đương nhiên rồi, những cái cỗ xe của đức vua khéo được trang điểm rồi thì nó cũng chắc chắn sẽ đi đến tàn tạ, và xác thân này thì cũng đi đến sự già nua. Nhưng giáo pháp của bậc thánh thiện thì không đi đến sự già. Đúng vậy, các bậc thánh thường tuyên thuyết đến các người tốt lành. Đó là bản dịch về văn xuôi. Bây giờ chúng ta xin trích nghĩa từ vựng từng từ một bạn nha. Câu đầu tiên là chá danh tí quê ra chá giáp tha xuất chí ta. Đương nhiên những cỗ xe của đức vua khéo được trang điểm sẽ tàn tạ. Cái từ chi ranh tí đó là cái căn của nó là căn cha. Động từ ở đây tha động từ số nhiều là sẽ tàn tạ. Sẽ tàn tạ. Trở lên già lua, khiến cho già lua, thối rữa, mục lát, tan hoại. Và cái từ ra chá rách tha, cái từ gia chá rách tha đó là hợp từ gia chá chỉ cho đức vua, cái nhóm từ lam tánh. Ở đây chia theo chủ cách số nhiều. Cái từ rách tha tức là cái cỗ xe, hay cái xe ngựa đó, cái cỗ xe. Như vậy là cái từ ra chá, rát tha này là chỉ cho những cỗ xe của đức vua. Vua. Ra chá là danh từ lam tánh, nghĩa là nhà vua. Cái từ rát tha, nó là cái danh từ lam tánh, nghĩa là chiếc xe hay là cỗ xe. Tiếp theo là cái từ, còn cái từ quê, tức là há quê đó, há quê là chắc thật, chắc vậy. Sẽ như vậy, sẽ như vậy. Cái từ quê này, từ quê hay há quê này thì nó có nghĩa là như vậy ha. Cái từ tiếp theo nữa là cái từ suchita, suchita. Cái từ suchi cộng với chita, cộng với chita. Nó là cái nhóm từ nam tánh, ở đây chia theo chủ cách số nhiều là khéo được trang điểm, lộng lẫy. Sú tiếp đầu ngữ sú nó là rất là đẹp. Xú tức là đẹp đẽ, thù diệu. Nó đi tiếp đầu ngữ của nó đi với cộng với từ chitta này. Nhưng nhớ chúng ta đây là chitta chứ không phải chitta, chitta là tâm thôi, còn cái này là chitta. Nó thuộc về nhóm từ lam tánh chia theo chủ cách số nhiều là khéo được trang điểm, lộng lẫy, đẹp đẽ, sáng lạng, thù diệu nữa. Tiếp đầu ngữ xú tức là tốt đẹp, khéo léo. Từ chít tá đó, tá, nó là tính từ, nghĩa là sáng sủa. Câu thứ hai là câu át thô xá ri dâm pí chá răng ú pê tí. Cái nghĩa của nó là và cái xác thân, và cái xác thân cũng đi đến sự già lua. Atho đó là bất biến từ. Bất biến từ. Cái nghĩa của nó là và rồi, cũng thế. Cũng vậy. Và cái từ Siridang, Siriya, cái danh từ trung tánh. Ở đây chia theo chủ cách số đếm là nghĩa là chỉ cho cái xác thân, thân thể. Cái từ chá răng là chá ra đó, chá ra thầm mô, chá răng ti tô đó. Cái từ chá răng này nè, từ chá ra là danh từ lữ tắm, ở đây chia theo đối cách chỉ cho sự già lua, già lua. Và cái từ ú pê tí, cái căn của nó là căn y.
thì cái đi tiếp đầu ngữ của nó là upa cộng với căn y thì nó biến thể thành upeti. Ở đây nó là động từ tha động từ hiện tại là đi đến, hiện tại đi đến. Tiếp đầu ngữ upa tức là gần, gần hay là hướng trên, hướng trên. Cái căn y này nó có nghĩa là đi, như vậy là upeti, đi đến hay là sẽ đi đến. Nó ở đây nó thuộc về tha động từ chỉ theo thể hiện tại là nó sẽ đi đến. Và câu thứ ba là câu sát tanh chá tham mô nát chá răng upeti. Tham mô ở đây có nghĩa là pháp. Và chúng ta biết là cái pháp thì nó rộng lớn bao la và tất cả những cái chi nó cũng đều là pháp hết. Nhưng mà cái từ tham mô ở trong cái bài này là chỉ cho cái con đường tứ niệm xứ, cái con đường bát chánh đạo, cái con đường 30 phẩy phẩm trợ đạo, con đường trung đạo. Ở trong cái nghĩa cái bài này tức là chỉ cho các vị thánh đến tham mô. Như vậy này, ở đây là chỉ cái pháp mà giải thoát khỏi sanh tử. Danh từ tham mô nó thuộc về danh từ lam tánh, ở đây chia theo chủ cách số đếm là nghĩa là giáo pháp. Đây là giáo pháp của bậc thánh, tức là cái con đường của bậc thánh, của cái người hiền nhân đi trên cái chánh pháp này, cái thánh pháp này sẽ đưa đến giác ngộ niết bàn. Cái căn của nó là căn tha. Cái từ ná nghĩa là không, ná là không. Chá răng thì chúng ta biết rồi, uống phê tí thì mới vừa với mới chích nghĩa từ vựng. Tiếp theo là cái từ xăm tô há quê sắp phí phá quê đã danh tí. Cái từ xăm tô xăm tá đó, xăm tá là tính từ chủ cách số nhiều, chỉ là cho các bậc thiện nhân hay là các bậc thanh tịnh cũng được. Xăm tô. Cái từ há quê, há quê là cũng vậy, chắc vậy. Cái từ quê thì nó sẽ là như vậy, nhưng mà cái từ há quê thì cũng vậy, chắc vậy. Tiếp theo thì cái từ sắp phí, sắp phí, sắp phí, sắp phí. Sắp phí này thì nó cũng đồng nghĩa với cái từ sanh tá, tính từ. Ở đây thì nó chia theo định sở cách số nhiều. Nghĩa của nó là đến các bậc tốt lành hay là các bậc tịnh hạnh nữa ha. Các bậc tốt lành, các bậc tịnh hạnh. Sắp phí. Và cái từ cuối cùng là từ phá quê đá danh tí. Thì ở đây cái từ quê đá danh tí, cái tiếp đầu ngữ của nó là phá. Nó ghép đại thành là phá quê đá danh tí. Ở đây đó là cái động từ. Nghĩa của nó là tuyên thuyết, nói lên, tuyên bố. Tiếp đầu ngữ phá là nó nhấn mạnh, nhấn mạnh. Cái căn quýt của nó là biết, biết. Như vậy là cái từ phá quê đá danh tí ở cái nghĩa này là được tuyên thuyết, được nói lên, được tuyên bố những cái pháp thù diệu từ những cái bậc thánh ha. Đó là cái câu kệ chích nghĩa từ vựng. Và Ngài Thích Minh Châu, Ngài dịch với thể thể kệ chữ. Ngài dịch là xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già. Như vậy bậc trí thiện nói lên cho bậc thiện.
phát lên cho bậc thiện. Đó là bản bản dịch của ngài và Thượng Thích Minh Châu. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi đến phần 2 của cái bài kệ này, tức là về câu chuyện về tích truyện. Câu kệ pháp cú này 151 ngày à 151 ngày đúng rồi. Câu kệ pháp cú 151 ngày thì được Đức Thế Tôn thuyết khi mà ngài ngự ở chùa Chetavala Vihara Kỳ Viên Tự, đề cập đến Đức vua Pasenadi, Đức vua Ba Tư Lạc. Đức vua Ba Tư Lạc hỏi về cái sanh thú của hoàng hậu Manika. Vì hoàng hậu Manika được vua rất là sủng ái. Và một hôm thì hoàng hậu bị bệnh và chết, nên là đức vua cảm thấy rất là thương tiếc, mới hỏi Đức Thế Tôn xem là nàng Manika của chấm sanh về cõi nào, những cái việc phước mà nàng Manika làm nhiều đến Đức Phật như vậy, để hỏi xem là nàng có sanh về các cái cảnh giới là an vui hay không. Thì tương truyền rằng vào một cái trong cái đời sống của Đức vua Ba Tư Lạc cộng với làng Manika, thì hoàng hậu Manika rất là sùng kính Tam Bảo. Đây thì trong cái câu chuyện thì sư không có yêu mến cái câu chuyện cho lắm, sư nói thiệt mà, nhưng mà vì phải chích cho quý vị vì trong cái môn học nên là sư phải cùng nói với quý vị. Thì hoàng hậu Manika là một cái người mà quy y Tam Bảo và vô cùng tôn kính Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Và làng cũng, hoàng hậu Manika cũng rất là tôn kính, không những thương Đức vua Pasenadi mà cũng giúp vua rất là nhiều, và cũng đưa Đức vua đến với Đức Phật để mà Đức vua tạo phước báo và nghe diệu pháp, và làm cho Đức vua, ngăn cản Đức vua không có làm những cái ác nghiệp tế lễ những cái bò cừu heo gà phải đổ máu. Nên là cái tình yêu, cái tình thương dành cho Đức vua cũng rất là nhiều, và hơn nữa là cung kính Tam Bảo. Không biết cái câu chuyện này đó có, nó có thật hay không thì chúng ta hãy để nó qua một bên. Nhưng mà trong câu chuyện ở đây thì nó đã thành sách rồi, nên là chúng ta dựa vào đây thì chúng ta nghe vậy thôi. Thì hoàng hậu Manika đó rất là tôn kính Tam Bảo, nhưng mà một hôm á, thì hoàng hậu vào cái phòng tắm rửa mặt, thì cùng vào cái phòng tắm với hoàng hậu, thì lúc đó ở trong cái câu chuyện này thì ngài dịch là có một cái con chó và bà rất là thương yêu, chắc nó cũng rất là to lớn. Khi thấy bà thì đang khom xuống thì nó cũng khởi lên cái sự luyến ái, các cái dục của nó. Thì lúc này tâm của bà nó cũng dao động, các cái dục đó bị ô nhiễm, thì nó có cái sự xúc chạm. Thì Đức vua vô tình ở cái tầng lầu trên thì nhìn qua cửa sổ thì thấy rõ cái chuyện đó.
Nhưng mà cái câu chuyện này thì nó rất là kỳ à, cái người kể thì nó không phải là không có ai kể mà nó lại có một cái câu chuyện như vậy thì nó rất là lạ, nên là chúng ta học kinh chúng ta phải mấy cái câu chuyện này chúng ta phải hết sức tinh ý. Ở đây không chỉ ai là cái người biết nàng Manika về cái câu chuyện này cả à. Rồi thì Đức Vua ở cái tầng lầu trên nhìn qua cái cửa sổ thì thấy rõ cái chuyện như vậy, thì chờ khi hoàng hậu trở lên mới quở rằng: này con tiện tỳ hư đốn, tại sao ngươi lại hành động như thế được? Thì nàng mới tâu bệ hạ là thiếp đã làm cái việc gì. Thì Đức Vua mới nói là ngươi giao quan cùng với con chó. Thì tâu đại vương chuyện ấy không có đâu à. Thì Đức Vua mới nói là chính mắt trẫm đã trông thấy rõ ràng, trẫm chẳng tin ngươi đâu, con tiện tỳ hư đốn. Thì lúc bấy giờ bà Manika mới nói là tâu hoàng hậu, bất cứ ai vào cái phòng tắm, người đứng nhìn qua cửa sổ thì cũng thấy rõ một cái người thành hai như vậy. Thì Đức Vua vẫn còn giận dữ và nói: này dâm nữ, ngươi không có nói sự thật. Tâu đại vương, nếu ngài không tin thiếp thì xin bệ hạ hãy đến cái phòng tắm đó để thần thiếp nhìn qua cái cửa sổ xem thử ra sao. Thì Đức Vua cái bản chất, người ta nói là Đức Vua Bá Xê nói đi cái bản chất đần độn trong cái câu này, thì tin theo lời nàng thì liền đi vào cái phòng tắm, và hoàng hậu đứng lại cái cửa sổ và nhìn xuống reo lên. Đại viên mới đổ thừa cho đại vương cũng giống như vậy, vì sao ngài lại hành dâm với con dê cái như thế. Thì lúc này Đức Vua mới nói lại: ái khanh chớ có nói như vậy, trẫm không có hành động tồi bạ như thế, chỉ có mắt thần thiếp đã trông thấy như thế, làm sao mà thiếp này tin bệ hạ được chứ. Thì Đức Vua vì kém trí đã thu mưu trí của hoàng hậu Manika và ngỡ rằng thật vậy. Với những người đứng từ trên cao nhìn xuống thì người đi vào phòng tắm vào cái giờ như vậy thì sẽ có cái cảnh tượng tồi bại, nên ngài đã bỏ qua cái chuyện đó và vẫn yêu thương nàng Manika. Nhưng mà riêng về hoàng hậu thì lúc bấy giờ hoàng hậu cảm thấy mình đã phạm phải một cái trọng tội, một cái ác nghiệp. Mình đã nói dối cái vị hôn phu Đức Vua, và chắc là ngài chắc là làng cũng day dứt, và rồi đến tuổi thì khi mà chắc lúc chết ấy, thì cái tâm của bà nó hối lại cái điều ác nghiệp đó, và thế là khi chết thì bà phải sanh xuống địa ngục, sanh xuống địa ngục. Thì khi mà bà Manika chết thì Đức Vua thỉnh Đức Phật, vì thỉnh Đức Phật về nhà để mà xếp bát cúng dường đến chư Tăng. Và Đức Vua vì thương hoàng hậu của mình nên cứ hỏi xem là Đức Thế Tôn là bậc toàn tri diệu giác, ngài có cái tha tâm thông và có cái thiên nhãn thông, thì chắc là ngài sẽ biết được làng Manika sanh về đâu. Bởi vì Đức Vua thấy nàng Manika đã tạo rất nhiều phước báo. Thì Đức Phật mới, khi mà Đức Vua hỏi như vậy thì Đức Phật đã biết nàng Manika sẽ bị đọa xứ ở dưới địa ngục vòng 7 ngày. Và cứ mỗi lần Đức Vua thỉnh Đức Phật về Chay Tăng như vậy thì Đức Phật có cái cách nói chuyện để mà Đức Vua quên đi
hỏi về làng Mandika. Thì qua đến ngày thứ 8 thì biết được là làng Mandika đã thác sanh một kiếp nữa, tức là cái tâm tục sinh đó, đó là cái quả của nghiệp ác nó chỉ chỗ chút ít trong vòng 7 ngày ở địa ngục thôi, thì một cái tâm tục sinh mới được sanh về cái cõi trời mà liên quan cái dòng tâm thức của cái làng Manika đã tạo này nó mới đúng, chứ không phải là chúng ta học kinh đó, rất là nguy hiểm là chúng ta thường có cái con người nào đó đi tục sinh, mà chúng ta phải nhớ cái điều này rất là rõ. Chúng ta học phải hết sức kỹ thì mới ra khỏi luân hồi được. Do đó mà Đức Phật thấy cái tâm tục sinh đó, cái kiếp đó, cái thành quả cái tâm tục sinh đó thương về cái cõi trời và liên quan đến cái những cái tiền kiếp của cái làng Manika này đã sanh về làm chư thiên, thì lúc này cái tâm đức vua này nhớ lại và hỏi thương vợ của mình và hỏi rằng: bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn hãy cho chấm biết rằng làng Manika sanh về đâu. Thì Đức Phật mới nói rằng: này đại vương, chớ có lo, làng Manika đã sanh về cái cõi trời rất là an vui, cuộc sống rất là an lạc với cái kiếp tái sanh của mình. Thì Đức Vua mới rất là hoan hỷ, phải là như vậy chứ, phải là như vậy chứ. Vì làng đã làm rất nhiều phước báu, làng đã đưa ta đến để nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn, huống chi là làng đã tôn kính Tam Bảo vậy. Nhưng mà Đức Vua đâu có biết được rằng làng bị vào đọa xứ trong vòng 8 ngày tính theo cái cõi người. Thì lúc này Đức Thế Tôn bèn an ủi Đức Vua: đại vương chớ có nên ưu tư, sanh tử là lẽ thường đối với tất cả chúng sanh rồi. Và nói rồi thì ngài lại hỏi: tâu đại vương, cái chiếc xe này của vị nào? Thì Đức Vua chắp hai tay lên khỏi đầu và đáp rằng: bạch ngài, chiếc xe ấy của tiên vương của chấm. Vậy thì còn cái chiếc xe này của vị nào? Bạch ngài, là phụ vương của chấm. Còn cái chiếc xe này của vị nào? Bạch ngài, của chấm. Thì bây giờ Đức Phật mới liền dạy, đến mới liền nói với Đức Vua: tâu đại vương, do đâu mà chiếc xe của tiên vương đại vương không có sánh kịp cái chiếc xe của phụ vương đại vương, và cái chiếc xe của phụ vương đại vương thì không có sánh kịp với chiếc xe của đại vương? Những cái vật hữu hình như vậy, dầu là khúc gỗ, cây mục, cũng đều phải cũ, phải già, huống chi là cái xác thân. Tâu đại vương, chỉ có pháp của bậc thượng trượng phu thì không có cũ, không có già. Chớ cái thân của chúng sanh mà không già, không cũ là cái chuyện không thể có. Và nói rồi Đức Thế Tôn mới ngâm bài kệ rằng: cha ranh tí quê ra chát ra tha su chi ta á thô sa ri râm pí cha răng ru pê tí sắc tanh chát thăm mô na cha răng u pê tí san tô ha quê sắc phí phá quê đã danh tí. Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già. Như vậy bậc trí thiện nói lên cho bậc thiện. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ chúng con xin chia sẻ cái bài Kinh Pháp Cú này. Và chúng ta biết là tất cả những cái gì ở trên đời này chúng ta được kinh nghiệm tốt đẹp như thế nào thì chúng cũng chỉ là đất
nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất. Và nó thay đổi thì do tứ đại đã thay đổi, nó cũng dần đi đến tan hoại. Những cái cây gỗ, những cái sắt thép nó cứng chắc như vậy, những cái đá kim cương nó cứng chắc như vậy, nhưng mà với thời gian nó cũng vỡ, nó cũng biến hoại. Huống chi là những cái xe được lắp ráp bởi những cái cây gỗ, những cái cây căm, và 1-2 năm, 20-30 năm, 40-50 năm và 100 năm thì nó cũng già, nó cũ. Các pháp hữu vi luôn là vô thường biến hoại. Thì huống chi cái thân này, cái thân này thì nó còn tồi tệ hơn như vậy rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì nó được nuôi bằng xác chết, nó được nuôi bằng tử thi, nó được nuôi bằng cơm cháo, nó được nuôi bằng nước, nó được nuôi bằng thuốc, nó được nuôi bằng cái sự che chở của những miếng vải. Nó cũng được nuôi bởi cái sự che đậy của những cái viên gạch, những cái manh chiếu nó phủ lên cái tấm thân này. Và trong cái tấm thân này thì nó cũng chỉ lại là những cái chất ô uế như là xương, mủ, máu, mật, đàm, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy. Chúng được giáp nối với nhau theo nhân duyên và vô cùng là vô thường, bởi vì ngày nào chúng cũng phải được tiếp vào những cái vật thực phù hợp cho chúng. Không thì chúng sẽ bệnh và sẽ chết ngay. Và cái thân này nó phải đắp đổi hàng ngày, hàng giờ. Có lúc thì chúng ta phải tắm cho cái con rắn này, có lúc thì chúng ta phải bỏ nó vào quan tài để ngủ, tức là cái giường, để cho nó ngủ ấm ở trong đó. Có lúc thì chúng ta phải cho nó ăn, có lúc thì chúng ta phải cho nó nhìn, cho nó ngó, có lúc thì chúng ta phải làm việc, và chúng ta ở không thì phải tập thể dục cho nó. Chứ không, máu huyết nó không lưu thông, nó cũng sẽ sanh ra các cái bệnh tật. Và cái thân này thì nó nuôi, nó được nuôi hàng ngày, hàng giờ, là ngày nào nó cũng được nuôi bằng những cái tử thi, những cái xác chết hết. Nó sống bằng cái điều kiện đó. Và nó chưa từng nghe theo ai, nó chưa từng nghe một lời nào. Nó chưa từng nói chuyện với ai, nó cũng chưa từng thương mến ai trong cái cuộc đời này cả. Chính vì vậy mà nó đi theo cái đường lối già lua tan hoại của nó, từ vô thủy cho tới vô chung. Cái thân này
dầu người đó có đeo kim cương vàng ngọc lên cái mình của nó cũng chẳng bao giờ biết đẹp biết xấu gì cả. Bóc một cái lớp da của nó ra là nó sẽ tuồn ra những cái thứ mà khủng khiếp nhất ở trên đời này. Bản chất của nó là như vậy. Nó rỗng không, nó không có sự kiểm soát nào cả. Nó được nuôi bằng những cái thứ hôi thối, tanh tưởi, và chính bản chất của nó cũng là như vậy. Cái thân này chỉ là những cái nhóm sắc này sắc kia thôi. Chẳng bao giờ có đàn bà, đàn ông, vợ chồng, con cái gì ở đây cả. Chúng ta thực sự mê đắm cái gì ư? Chúng ta mê đắm cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái màu, cái mùi, cái vị, cái căng, cái trùng. Hết kiếp này cho đến kiếp khác mà chúng ta ngỡ rằng là tôi, là của tôi, là ai đó. Nhưng không. Thế giới này không có con người nào cả, chưa từng có con người. Nhà của chúng ta toàn là ma ở không à? Quý vị có hiểu ngũ uẩn ma là gì không? Nó đó. Ban ngày thì ma nó đi chơi ở ngoài đường, tối về thì nó ngủ. Nên cái thân này nó phải mục rã là cái lẽ đương nhiên của nó rồi. Vì sao vậy? Vì nó là hữu vi, nó là vô ngã. Nên Đức Phật dạy xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già. Mà cái thân này thì nó đắp đổi bằng đất, bằng nước, bằng lửa, bằng gió, bằng những cái xác chết, những cái tử thi, nuôi nó hàng ngày, thì hỏi làm sao mà nó bền vững được. Hàng ngày chúng ta ăn cái gì không? Chúng ta chỉ nhai cái cứng, cái mềm. Nút nhai thì cứng mềm, nút cái nếm lưỡi, cái nếm đó thì là nếm vị. Nhưng mà chúng ta quên mất cái pháp đó. Lúc thấy thì nó thấy cái màu của tứ đại thôi. Lúc nghe thì nó nghe âm thanh. Lúc mà nó xúc chạm thì muôn đời nó xúc chạm cứng mềm thôi. Như vậy thế giới này chỉ có màu, mùi, vị, cứng, mềm, nóng, lạnh, căng, trùng, xúc chạm, thọ, tưởng, hành thức. Bây giờ chúng ta đã thấy nó rồi. Hằng ngày quý vị tưởng là khi mà chúng ta thấy cha mẹ hay vợ chồng chết đi thì chúng ta khóc lóc. Thế còn cái đối tượng thị giác hằng ngày nó sanh nó diệt, những cái con người đó đi làm ở xa đó, nó biến đi đâu mất, nó cũng giống như là lúc họ chết đi vậy thôi, không có khác một chút nào hết á. Có một cái gì đó xuất hiện rồi nó lại biến mất thôi. Chúng ta tưởng chúng ta khóc cho cha mẹ, khóc cho cái người chết đó, thảm thảm thương cho người chết đó, không. Chúng ta khóc cho cái sự ái luyến vào cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng,
xúc chạm trong đời sống hàng ngày của chính mình mà thôi. Pháp của bậc thiện không có già, phải không? Đến đây là không có già. Pháp bậc thiện đi đúng tứ niệm xứ mà Đức Phật dạy thì sẽ đi đến bất tử, nên nó không bao giờ già. Con đường này không bao giờ già. Muôn vạn người đi trên cái con đường này thì muôn vạn người sẽ vô dư niết bàn. Không thể già được. Không thể già được. Pháp bất tử không thể già. Pháp bất tử không thể già. Còn xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già. Thân này thì nó không đi đến niết bàn được rồi. Thân này thì chắc chắn là phải bỏ ở ngoài nghĩa địa thôi. Mà cũng không phải là mình bỏ được, mà phải nhờ người khác hay là tự nó thối rữa thôi. Chứ còn lúc mà người thân của chúng ta bỏ chúng ta vào quan tài, bỏ cái thân người vào quan tài, chúng ta cũng chẳng biết họ là ai nữa rồi. No, từ đây là vĩnh viễn rồi. Không có. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Hàng ngày vô lượng những cái đối tượng thị giác, nó sanh, nó diệt, nó mất đi như vậy đó. Có ai khóc cho nó không? Không ai khóc cho nó hết á. Thế tại sao cái người thân, người thương của mình chết, chúng ta khóc, khóc về cái gì? Chúng ta khóc bởi vì chúng ta đã quá mến yêu cái đối tượng thị giác mà bấy lâu nay. Nếu như mà ai đó mà chúng ta không thích với cái đối tượng thị giác này thì không có giọt nước mắt nào cả. Nhưng mà thực tế thì không có ai chết hết. Ngày nào còn tham ái ở bất cứ cái ngũ uẩn nào thì ngày đó còn tử và sanh. Họ chỉ bỏ một cái xác thân hôi thối để lại, và nghiệp nó lại quanh quẩn và trồi lên sụp xuống theo cái nghiệp của chính nó mà thôi. Có ai đi tìm được nghiệp lực của cha mẹ mình không? Không thể có. Vợ chồng mình không? Không thể có. Chỉ có ta đi với nghiệp của ta, giàu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo, phân minh kết tường. Đến đây cũng vừa đủ để mà chúng ta ngưng giọt nước mắt lại rồi. Không có cái gì đáng cho chúng ta phải sân hận, bực bội, phải khóc lóc, phải tiếc thương. Vì chúng ta đã thấy cái mà nó sanh diệt đó, nó bỏ là nó chỉ là những cái tứ đại vô tri vô giác. Và ngay kể cả khi còn sống thì cái thân này nó cũng chỉ là tứ đại vô tri vô giác. Nó chưa từng biết ai, nó chưa từng biết người nào, nó chưa từng biết nó là đàn bà, đàn ông, nó đẹp, nó xấu như nào. Nó không biết, bởi vì nó chỉ là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh. Nó là cái được nhận biết và đã vô minh cho nó là như này như kia, tà kiến thôi. Chứ còn nó chỉ là nó thôi. Như vậy cái thân này Đức Phật dạy, nó sẽ già theo cái đường lối của nó là như vậy. Như vậy pháp bậc thiện không có già. Pháp của bậc thiện ở đây là bậc thiện gì? Pháp bậc thiện ở đây chính là pháp của bậc toàn tri diệu giác. Bậc đại thiện, bậc đã thân khẩu ý chọn lành, bậc toàn tri diệu giác. Pháp của bậc thiện là gì? Là cái con đường thánh đạo tám ngành, cái con đường tứ niệm xứ. Cái con đường này sẽ dẫn đi đến niết bàn bất tử, chấm dứt khử tử sanh luân hồi, không có già bệnh chết. Như vậy tứ niệm xứ dễ không? Không có dễ chút nào hết á. Không có dễ chút nào.
tứ niệm xứ này rất là đặc biệt thưa quý vị. Đi sai một tí thôi nè, ngay buổi ban đầu mà chánh chí kiến không được chánh trực thì cần đi lệch một chút xíu thôi là muôn vạn dặm không có quay lại được. Nên là dầu là chúng ta phải tốn thời gian cả một kiếp người hay nhiều nhiều kiếp sống, chúng ta cũng phải đứng trên cái tâm thức của mình để nhìn nhận các pháp, phải không có chạy theo bất cứ ai, mà chúng ta phải nghe pháp thật nhiều và tìm hiểu và sẵn sàng loại bỏ. Phải đi được cái con đường bát chánh này thì mới đến niết bàn. Tứ niệm xứ nó không có phương pháp cho cái tứ niệm xứ, quý vị nên nhớ nè. Bất cứ một phương pháp nào áp đặt cho tứ niệm xứ là nó đi vào tà đạo hết, không bao giờ đi vào chánh đạo. Vì sao vậy? Vì thực tại hiện tiền nó sanh lên bởi duyên của nó rồi, không có ai làm gì được hết, không có ai có thể thay đổi được pháp. Pháp nó vận hành theo nhân duyên của nó. Người nào nói rằng tôi áp dụng cái phương pháp này để thanh lọc cái thân tâm chánh niệm tỉnh giác để đạt tới niết bàn, người đó không hiểu gì về lời nói của Đức Phật cả, không có hiểu gì về lời dạy của Đức Phật cả. Cái thấy bây giờ nó đang có mặt ở đây nè, nó không cần ai cái phương pháp nào cho nó cả để nó sanh cả. Nó sanh chỉ bởi có đối tượng thị giác, có nhãn căn, có tâm thức, nó đã có mặt ở đó. Và nó có mặt một cách rất là mau chóng, nhưng không ai biết về nó hết. Thế mà người ta lại dạy cái phương pháp để mà áp đặt cho tứ niệm xứ. Cái nghe thì nó chỉ nghe âm thanh thôi, nó không lựa chọn âm thanh được, âm thanh cũng không lựa chọn nó được. Và lúc đó âm thanh như thế nào thì cái tâm nghe âm thanh nó nghe cái âm thanh như vậy. Cái pháp nó thực tại hiện tiền, tức là nó đang có mặt ở đây, nhưng mà nó chỉ thiếu mỗi một điều là gì? Là vô minh về nó thôi. Vô minh về nó thôi. Nên Đức Phật dạy cho cái con đường chánh chí kiến là mình phải hiểu rất rõ về sáu căn trong đời sống hàng ngày, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Và chúng ta phải thực sự hiểu cái thấy nó thấy đối tượng thị giác, chứ nó không thấy đàn ông, đàn bà, người nam, người nữ. Bởi vì sao? Bởi vì cái sát la thấy nó chỉ là một cái tâm quả, và nó là quả của nghiệp. Nó dục một cách nhanh chóng và biến mất. Nó chỉ có 7 cái sở hữu biến hành, nó không thể thêm hơn được nữa. Và vì như vậy thì chúng ta phải rất rõ biết về nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Cái điều kiện nào để mà cho cái chánh chi kiến này sanh khởi? Đức Phật đã nói rất rõ trong Tam Tạng Kinh Điển, đó là các con phải nghe diệu pháp và như lý tác ý. Như lý tác ý về gì? Về các pháp nó đang hiện khởi ở sáu căn này nè, nó đang có mặt ở đây nè. Nên là Đức Phật dạy là sao? Quán thân chân thân, mà người ta lầm là cái phương pháp để quán thân chân thân. Không phải. Khi mà cái xúc chạm, cái cứng mềm nó đã có mặt ở đó rồi, bạn có thấy được cái cứng mềm này nó không phải là ai không? Có thực sự rằng là cái cứng mềm này nó luôn luôn có mặt mà chúng ta không biết về nó không? Đâu cần phải đi đâu. Và có phải suốt cái hành trình từ ngày này qua ngày khác, bất cứ khi nào chúng ta xúc chạm cũng chỉ xúc chạm vào cứng mềm nóng lạnh mà chúng ta quên nó? Chứ chúng ta đâu có xúc chạm với đàn ông, đàn bà. Chính vì cái ý tưởng, ý niệm đó nó mới sanh ra ái chứ. Nếu mà chúng ta chỉ biết được nó là cứng, là mềm thì chúng ta ái với cái gì?
tham với cái gì, vô minh với cái gì, không bao giờ, không có nói chuyện đó. Con đường tứ niệm xứ này nó vô cùng khó. Nó khó không phải là tứ niệm xứ đâu, mà nó khó cái đường vào của nó. Cái đường vào mà không được nghe giáo pháp từ bậc hiền trí, mà bây giờ thì nhiều hiền trí dởm lắm. Nhiều hiền trí là cái đó là hiền trí dựng dựng lên những cái phương pháp mà quên mất là Đức Phật dạy. Không có cái phương pháp nào để áp đặt cho giáo pháp cả. Nhớ một điều, pháp chỉ có thực tại hiện tiền, nếu bạn biết nó thì là biết thôi, còn không biết nó diệt đi rồi. Và rồi thì đó cũng lại cái thấy nghe ngửi nếm đụng nó lại sanh lên thôi, lại cũng thọ tưởng hành thức đó thôi. Rồi bạn lại quên thì vô minh nó cứ lấp đầy vậy thôi, còn bạn tỉnh giác thì vô minh nó không lấp đầy trong sáu căn của bạn nữa, vậy thôi. Gọi là thức tỉnh trước luân hồi, tức là thức tỉnh trước sáu căn này này. Sáu căn là cái nơi mà nó luân hồi, cứ tối ngày thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm, rồi buồn vui giận hờn, lại thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm, buồn vui giận hờn, rồi ngủ say rồi già chết rồi này, sanh ra cũng là như vậy thôi. Chứ không có gì hết cả. Không. Nên là cái con đường chánh chí kiến nó phải đi từ cái chánh chí kiến mà nó không được trực nhập, mà nó không lớn từ nơi tâm của mình, không thấy rõ được các pháp qua sáu căn môn, là chúng ta tu bất cứ một cái gì cũng thất bại 100%, mà còn đưa đến đọa xứ đó, mà cái người hướng đạo còn chết nữa, còn chết nữa, còn chết nữa, và giáo pháp này sẽ biến mất và nó tai hại vô cùng thưa quý vị, tai hại vô cùng. Và nếu như mà chúng ta thuyết đúng giáo pháp của Đức Phật thì giới nó sanh ra giới, giới định tuệ nó đi chung với nhau hết, không có bao giờ mà chi chánh kiến nó ở đâu là giới hạnh an tịnh nó ở đó liền, nó ở đó liền, không bao giờ mà nó tách rời được hết trơn. Cái giới ở đây á, nó không phải là sinh giới đâu, mà các cái giới này thiện và bất thiện xuyên qua sáu căn môn, các cái cảnh trần này nó đi vào cái chánh chi kiến nó rõ biết hết, đó mới thực sự là cái giới của nó. Cái tư tác ý như nào nó nắm vững hết, là giới nó nằm ở đó, chứ nó không phải nằm ở cái chuyện mà chúng ta sinh giới mà nó tu được tứ niệm xứ đâu, không phải đâu các bạn, không có bao giờ chuyện đó. Nên là pháp bậc thiện già là cái con đường tứ niệm xứ này không bao giờ già. Một bao nhiêu người đi trên tứ niệm xứ thì tứ niệm xứ sẽ đưa đến niết bàn. Và cái con đường này đặc biệt, cái người nào đã bước vào pháp bảo rồi, pháp bảo tự động nuôi giới hạnh cái người này ra khỏi sanh tử luân hồi. Người nào mà sớm thấy pháp từ nơi tâm của mình rồi thì tâm lúc này nó luôn luôn hướng về ly tham, không bao giờ mà hướng về tham được nữa hết. Bởi vì nó thấy cái thế gian này nó rỗng tuếch, nó chỉ là những cái cứng mềm lỏng lặng và cái mùi hôi thối. Về bản chất nó là vậy thôi, đâu còn gì nữa để mà tham. Cái thân của chúng ta quý vị tưởng rằng là nó không giống với cái xác chết ngoài nghĩa địa không, nó là một thể thôi, nó là một thể, nó là một thể, nó không có khác hai thể được đâu, nó là vậy. Dầu là đang mang cái thân này thì nó cũng chỉ là cứng mềm nóng lạnh căng trùng hôi thối bẩn thỉu và tan hoại, là đất nước lửa gió thôi, chứ không có cái gì tôi là của tôi, là tự ngã của tôi cả. Và chúng ta ngỡ rằng chúng ta thấy, chúng ta cứ ngỡ rằng là thấy ai đó ư? Không phải đâu, không phải đâu, không thấy ai, cái thấy nó không thấy ai cả thưa quý vị. Cái thấy nó không thấy ai, nếu mà cái thấy nó không, nếu mà cái thấy mà nó thấy ai đó
thì nó sẽ không có muôn vàn những cái khái niệm là cho người này là chó, là mèo, là đàn ông, đàn bà, là gà, là vịt cả. Chính vì cái thấy này nó thấy muôn trùng những cái đối tượng thị giác cứ xuất hiện rồi biến mất, xuất hiện rồi biến mất. Và thực tế là chúng ta tham đắm trong một kiếp người, chúng ta dính mắc rất ít vào, chỉ dính mắc vào một vài cái đối tượng thị giác thôi là đã đủ là cả cuộc đời của chúng ta rồi. Chúng ta không thể dính mắc vào hết tất cả các đối tượng thị giác đâu. Còn tất cả những cái đối tượng thị giác mà chúng ta không nhận biết đó, si mê nó che ám hết. Còn cái mà chúng ta dính mắc vào đó thì lúc đó nó trở thành cái này cái kia. Âm thanh cũng vậy. Tứ niệm xứ mà nó đến tứ niệm xứ rồi thì lúc đó trí tuệ đó đã lớn mạnh quá rồi. Còn chúng ta thì sao? Ngay bây giờ chúng ta còn chưa biết được thực sự cái thực tại nó nằm ở đâu. Chúng ta chỉ nói là thân này là đất nước lửa gió, rồi cái tâm này là thọ tưởng hành thức. Nhưng mà không phải như vậy thưa quý vị. Nói như vậy thì không có sự hiểu biết nào cả. Mặc dầu chúng ta nói trên phương diện là ngôn ngữ thuyết pháp, nhưng mà chúng ta nói với cái sự không có hiểu biết một chút nào về giáo pháp cả. Về pháp đang thực sự hiện khởi nơi đời sống của mình. Tứ niệm xứ mà nó chỉ ở trong sách vở thì nó không còn phải là tứ niệm xứ đâu. Hàng ngày những cái âm thanh xung quanh chúng ta, nó chính là pháp bảo. Những cái màu sắc đang in dấu vào con mắt, những cái tâm thấy tâm nghe đó, chúng ta đã nhận biết được chưa? Nếu mà nhận biết được thực sự rồi đó, con đường tứ niệm xứ đang đi đó, chánh pháp đang hiện khởi đó, lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ chấp tôi ta, đàn ông, đàn bà nữa. Nó mới đi trên tứ niệm xứ được. Pháp rất là thực. Khi nào mà chúng ta thấy rõ được đối tượng thị giác, thấy rõ được tâm thấy, thấy rõ được âm thanh, thấy rõ được tâm nghe, hai cái thế giới nó tách biệt nhau, một cái là được nhận biết và một cái nhận biết chúng, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng lời Đức Phật dạy như chân như thật. Chỉ có danh và sắc, chỉ có đối tượng và tâm. Và lúc đó chúng ta sẽ biết cách chánh niệm ở nơi tâm của mình. Mà tứ niệm xứ này mà chúng ta áp dụng một cái phương pháp nào để đạt được tứ niệm xứ thì nó không còn gọi là lý vô ngã duyên sanh nữa rồi. Hết rồi. Do vậy mà cái con đường này nó khó vô cùng tận lên. Chính vì vậy mới có một bậc toàn giác ra đời mà thôi. Và chỉ có Ngài mới thuyết được cái lý tứ thánh đế này thôi. Và chỉ có Ngài mới thuyết được con của Ngài, những bậc hiền trí, thì mới nghe và thông hiểu rõ được. Do vậy nó không để dành riêng cho tất cả chúng sanh được. Mặc dầu giáo pháp là thuyết là mở rộng, không có bàn tay nắm, nhưng mà duyên nghiệp của chúng sanh, vô minh của chúng sanh không thể đến được, chứ không phải là cái khóa nó vào. Không phải như vậy, mà chúng ta phải nhớ như vậy. Do vậy là cái pháp duyên sanh này rất là khó, khó vô cùng.
Mà cái người nào mà không có hiểu được pháp do duyên mà sanh thì người đó còn chạy theo ai đó, còn chạy theo cái phương pháp nào đó, còn mở cái trường thiền này, mở cái trường thiền kia để mà giảng dạy một cái lối Phật pháp như vậy, thì giáo pháp của Đức Phật nó sẽ bị đóng khung vào, và ai ai cũng mở ra cái phương pháp dành riêng cho mình, thì hàng trăm hàng ngàn cái phương pháp, và từ đó những cái cuốn sách và những cái đầu sách đó còn đi ra tiếp lối dài dài, và cái con đường này nó sẽ biến mất, nó không bao giờ sanh khởi lại nữa. Khó. Và chúng ta thấy giản thôi, nếu mà chúng ta học đúng rồi thì là chúng ta cứ tự tại, và chúng ta chỉ có nghe pháp và chánh niệm tới đâu thì nó cứ dẫn tới chúng ta đi tới. Cái tinh tấn này nó rất là quân bình, nó không chạy theo ai nữa, bởi vì nó biết pháp ở đâu rồi thì chạy theo ai nữa giờ. Nó biết là cái thân này nó chỉ kinh nghiệm cái cứng mềm nóng lạnh thôi, cái thân thức này. Và nó biết được cái nhãn thức này muôn đời, nếu mà nó có sanh khởi nó cũng chỉ kinh nghiệm cái đối tượng thị giác, và nó không thể chọn được cái đối tượng thị giác. Cái đối tượng thị giác nó in dấu như thế nào thì nó kinh nghiệm như vậy. Và cái tai này nó nghe âm thanh, nó có cái nhiệm vụ nghe âm thanh, bởi vì cái pháp của nó là như vậy. Nhưng mà âm thanh nó không biết nó, nhưng mà nó sinh lên thì cái tâm này nó nhận biết. Cái lưỡi thì nó nếm vị, cái lưỡi này thì cái thiệt thức nó nếm vị, chứ cái lưỡi nó không có nếm vị. Cái vị nó không có biết thiệt thức. Rồi thì cái mùi, cái tỷ thức nó biết cái mùi, nhưng cái mùi nó không biết tỷ thức. Mà cái mũi này nó cũng không có biết cái mùi. Như vậy sáu căn của chúng ta hàng ngày pháp nó sinh hoạt ở đó liên tục, mà chúng ta không có chi kiến, không có hiểu biết, không có chánh niệm ở trên đó, thì chúng ta dùng cái phương pháp nào để mà nó có chánh niệm đây? Vậy là chúng ta tạo ra được pháp ư? Không, Đức Phật còn không tạo ra được giáo pháp mà, lấy đâu mà. Các bạn, mình là ai phải không ạ? Nên là cái người con Phật á, khi mà hiểu pháp rồi mới tôn kính Ngài. Người đó chỉ có nghe diệu pháp và nghe diệu pháp. Người đó luôn luôn quay về với chính mình, và người đó nghĩ rằng đây sáu căn ở đây thì pháp nó phải hiện khởi ở đây. Nó sanh ở đây, nó diệt ở đây, nó vô minh ở đây thì nó phải có minh ở đây. Nếu mà nó không có minh thì nó không có minh, và nếu nó sanh khởi nó chỉ có ở đây thôi. Nó không thể nào mà nó sanh khởi ở đâu nữa cả. Do đó mà Đức Phật dạy về sáu cái căn môn của chúng ta đó, chúng ta quên mất nó. Dầu chúng ta học bao nhiêu kinh điển, nhưng mà chúng ta toàn nhớ về đàn ông, đàn bà, nhớ về cái câu chuyện, rồi nhớ về cái vị này thuyết hay, thuyết dở, mà chúng ta quên mất là vị, mà nhất là các vị sư mình nè. Chúng ta nhớ là cái tâm này nó ngộ lắm. Nếu bạn càng nói về cái lý vô ngã thì tâm nó càng tỉnh ra. Còn các bạn càng nói về câu chuyện thì tâm nó càng si mê. Và chúng ta cứ nghĩ là ôi mình giỏi, mình nhớ nhiều. Nhưng mà cái đó, nhớ cái đó là nhớ cái chết. Nhớ cái đó là nhớ tự ngã, nhớ cái đó là nhớ khái niệm, nhớ cái đó là nhớ cái sự mà nguy hiểm nhất. Mà nhớ về những cái thực tại như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta sẽ phát hiện ra đâu là quả của nghiệp, đâu là nghiệp vận hành, đâu là phiền não ẩn náu nơi sáu cái căn môn này, và cũng đâu là cái sự diệt tận những cái phiền não lậu hoặc. Nếu không thấy, không có cái đối tượng thị giác, thì làm sao mà nó khởi tham sân với cái đối tượng thị giác này? Làm sao mà xúc nó duyên cho thọ được? Điều đó không thể xảy ra được. Do vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là không có phương pháp nào cả. Mà cái con đường trung đạo này là gì? Phải bỏ cái cực đoan.
Những cái phương pháp là những cái cực đoan. Những cái khổ hạnh nó cũng là cái cực đoan. Và cái nghe về, hiểu về hiện tại, cái trực nhận này mới là cái trí nó sanh. Còn tất cả kinh điển chúng ta có học nhiều chăng nữa nhưng mà không hiểu về thực tại này thì nó vẫn chìm trong khái niệm hết. Nó không có bao giờ mà nó giác tỉnh được. Mà nó không giác tỉnh được nơi sáu căn, các cái pháp nó đang sinh hoạt với nhân duyên của nó như vậy mà chúng ta không có trí tuệ để phát hiện thì không có cái lý do nào mà diệt trừ các cái lậu hoặc phiền não được hết. Không bao giờ có. Như vậy cái con đường tứ niệm xứ này là cái con đường tối thượng mà pháp bậc thiện không có già. Đó là cái pháp, cái con đường tứ niệm xứ là không có già. Và cái con đường tứ niệm xứ thì chúng ta biết rồi. Quán thân thọ tâm pháp gì? Bây giờ cái gì là thân? Thân không phải là đi đứng nằm ngồi. Thân tức là những cái sắc pháp, những cái tính chất cứng mềm nóng lạnh của nó đó. Cái chỗ đó đó là cái chỗ mà chánh niệm và trí tuệ mới loại bỏ được ý niệm về ngã. Những cái âm thanh, màu, mùi vị đó, những cái đó mới được gọi là thân đó, cái sắc đó là quán, là chánh niệm về cái đó. Mà chánh niệm thì chúng ta hiểu biết đúng pháp thì chánh niệm đó, chúng ta hiểu, chúng ta biết rõ được các pháp, cái trí đó, học rõ được các pháp rồi thì tự động cái chánh niệm nó đến với cái tứ niệm xứ đó, nó đến với bốn cái xứ đó, không có ai chọn được hết á. Không có ai chọn được cái xứ nào hết á. Lúc nào mà cái pháp nào nó sanh khởi thì chánh niệm nó niệm về, chánh niệm về pháp đó. Không có ai chọn một cái hình thức nào cho cái tứ niệm xứ, không có ai chọn cho thân, cho thọ, cho tâm, cho pháp được hết chứ. Mà chỉ có cái trí nó hiểu pháp thì chánh niệm nó cũng đi cùng và nó bồi đắp, chỉ có cái trí tuệ nó bồi đắp cái con đường cho nó chứ không có ai bồi đắp cho nó được cả. Mãi mãi nó vẫn đi về vô ngã vậy thôi. Dù bạn có tranh luận, bạn cãi cỡ nào thì pháp nó vẫn đi theo cái con đường là như vậy. Và chúng ta đi đúng lời Đức Phật dạy thì ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn không đúng thì dù là bạn có là tiến sĩ, giáo sư, có là cái gì thì hãy ở lại đi. Không, pháp nó không có chấp nhận cái điều đó. Bởi vì nó là như vậy, thưa quý vị. Nó là như vậy. Pháp nó là như vậy. Không có ai thay đổi được thực tính của pháp, mà không có ai thay đổi được duyên sanh của pháp. Không có ai thay đổi được duyên diệt của pháp. Không có ai thay đổi được cái con đường ra khỏi luân hồi của pháp được hết. Chỉ có trí tuệ. Và nó quán xét về ngũ quẩn. Và chúng ta phải hiểu được tứ niệm xứ là quán về ngũ quẩn. Quẩn là gì? Âm thanh là quẩn. Đối tượng thị giác là quẩn. Vị là quẩn. Mùi là quẩn. Nóng là quẩn. Lạnh là quẩn. Thức, cái thấy là quẩn. Nghe là quẩn. Nó nằm chứ đâu. Đâu có cái gì khác đâu. Và nó đòi hỏi cái thời gian của chúng ta mất rất là nhiều với nó. Nhưng mà nó không có vô ích. Còn chúng ta có học nhiều bao nhiêu nhưng mà không nói về mấy cái thứ này, mấy cái thứ đó chỉ là rác thải thôi, không bao giờ đến được giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà mấy cái này tuy rằng nó rất là gần gũi trong đời sống hàng ngày, nhưng mà nó là giáo pháp. Nó là giáo pháp. Nó có thực mà. Cái có thực thì làm sao chúng ta lại bỏ nó? Chúng ta chạy theo cái gì bây giờ? Thực tại là nó có mặt trong đời sống hàng ngày mà mình không nhận biết thì mình nhận biết cái gì? Không nhận biết cái gì được cả. Không nhận biết, không hiểu biết được nó thì làm sao mà hiểu được nó? Không hiểu được nó làm sao mà ra khỏi nó được? Chắc chắn không bao giờ. Người nào mà không thấy được vô minh, không hiểu được vô minh thì không bao giờ có minh. Điều đó là chắc chắn. Vậy thì phải làm cho minh sanh. Minh sanh từ đâu? Hãy bắt đầu từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái xúc, cái chạm. Và
Sau đó chúng ta sẽ thấy được những cái suy nghĩ, những cái tham chấp, những cái cố tật. Và chúng ta sẽ thấy được bấy lâu nay thì ra mình tham với cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái màu, cái mùi, cái vị này. Mà cứ cho rằng ông này bà kia rồi nó suy nghĩ người này người khác, đưa đến bao nhiêu là cái thế giới toàn là khái niệm không. Từ lúc đó chúng ta mới thấy, à thì ra sản phẩm của suy nghĩ là vậy. Nên là thế gian này chìm trong suy nghĩ, chìm trong mộng mơ. Bây giờ chánh niệm nó không còn theo đuổi cái suy nghĩ này nữa, nó đã biết rồi. Và nó sẽ đi đến cái sự an lạc thực sự. Như vậy thì cái pháp trí đã nói lên cho bậc thiện, tức là Đức Thế Tôn nói lên cho những người có duyên lành, hiền thiện, đi đến nghe dự pháp của Đức Thế Tôn, khéo như lý tác ý sẽ đạt đến Niết Bàn, bất tử. Đó là cái con đường bát chánh với cái chánh tri kiến này. Thời pháp đến đây cũng vừa phải nẻ rồi, bởi vì thời gian nó không có nhiều nên là con xin ngừng ở đây. Phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích, cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càng thác bà, xúc sắc ngạ vị, phi nhân, Atula. Kính chi phước lành này đến tất cả đạo Phật tử ở gần ở xa, mong quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này và sớm liễu ngộ được Niết Bàn, đồng đều nhau cả thấy. Phước báo này công nguyện là nhân là duyên được chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Bụt Tha nhé. Sa thú, chúng con kính tri ân.